tuyệt cảnh Mù Cang Chải, Mù Cang Chải, Yên Bái. Đây, Khau Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái. Điểm nhảy dù, đây là điểm nhảy dù cả nhà nhé. Quý vị thân mến, Ngô Sỹ Ngọc A Páo đang ở Khau Phạ, đèo Khau Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái. Một điểm check-in tuyệt đẹp ở Yên Bái. Hôm nay A Páo được trải nghiệm, được đi quay những clip MV rất đẹp về Yên Bái. Do A Páo máy đang hết pin cho nên A Páo sẽ phải tự quay video bằng điện thoại. Và bây giờ A Páo sẽ quay phía toàn cảnh ở phía dưới cho cả nhà cùng được thưởng thức và được ngắm. Rất đẹp cả nhà. Đây, Mavic đang sạc pin, cả nhà rất buồn. Đến điểm này quan trọng lại hết pin, rất là buồn nhưng không sao, quay bằng điện thoại cũng được. Đây, quá đẹp cả nhà. Mỗi tuổi A Páo không có máy bay thôi, bởi vì vừa bay là hết pin mất rồi, không kịp sạc. Điểm này thì không biết còn điểm nào nữa không. Trên con đường đi thì còn rất nhiều điểm đẹp để quay. Tuyệt vời, những ruộng bậc thang uốn lượn. Mênh mang ai đến cổng trời mới thấy, cao nguyên mênh mông núi đồi mấy vườn, nhạc rừng nghe xôn xao chập trùng non cao cao, đàn ai ngân tiếng hát sườn non suối rì rào. Cao nguyên mênh mông ánh nắng rực hồng, chân núi xôn xao văng văng tiếng khen, nhạc rừng nghe như mơ, nhạc rừng nghe như thơ, càng lên cao mới thấy Hà Giang cao vời vời. Cả nhà ơi, đứng ở Yên Bái hát bài về Hà Giang. A Páo chưa thuộc bài nào về Yên Bái. Từ trên đỉnh núi cao cao, leo treo leo dốc đá tai mèo, Bàn Mộng ta trên sườn núi xa xa, đường quanh co uốn lượn quanh đèo Bàn Mộng xa lắm. Nhớ lời năm xưa bác về thăm Bàn, ơn Đảng ơn Bác Hồ dân đường chỉ lui, Hà Đào lên sắc thăm xuân về trên Bàn rừng xây ước mơ. Anh liền sang lung linh cho đàn em tới trường niềm vui mơ ước, xóa cái đói cái nghèo học thêm cái chữ, biết đọc biết viết. Nay dân Bàn ta đã đổi thay rồi, hạnh phúc ấm no mừng xuân đã về, trên khắp bản làng ta ngàn hoa đua sắc chào đón xuân về. Nay dân Bàn ta đã đổi thay rồi, hạnh phúc ấm no mừng xuân đã về, trên khắp bản làng ta ngàn hoa đua sắc chào đón xuân về. Đây, Khao Phạ, Mù Cang Chải, Yên Bái, lần đầu tiên được đến thăm, rất là đẹp, tuyệt vời. Không có từ ngữ nào để tả những cảnh đẹp ở Mù Cang Chải nữa. Đèo Khao Phạ, một trong những đỉnh đèo bậc nhất Đông Nam Á. Rất đẹp cả nhà, ngắm cả ngày luôn. Ở phía dưới là những ruộng bậc thang uốn lượn và những ngôi nhà, sàn, những ngôi nhà người dân tộc bản địa ở đây. Từ trên đỉnh núi cao cao, đèo treo leo dốc đá tai mèo, Bàn Mông ta trên sườn núi xa xa, Đường quanh có uốn lươn quanh đèo Bàn Mộng xa lắm. Nhớ lời năm xưa bác về thăm bà, ơn Đảng, ơn ba cô dân đường chỉ lối. Hoa đào lấy sắc thăm xuân về trên bàn rừng xây ước mơ. Anh đến sáng lung linh cho đến năm Tết trường niềm vui mơ. Xóa cái đói cái nẻo học thêm cái chữ, biết đọc biết viết. Ôi dồi, mơ mê mẩn luôn cả nhà ơi, đẹp lắm. Ôi. Cả nhà thân mến, A Páo xin phép được khép lại video ở đây vì video quay bằng điện thoại nó không được đẹp lắm cho nên quý vị hết sức thông cảm. Còn là máy của A Páo Mavic đang sạc ở trong kia sẽ đầy đủ pin, A Páo sẽ quay lại. Nếu mà không đủ pin để quay thì A Páo sẽ hẹn một ngày gần nhất, A Páo sẽ quay lại cho quý vị cùng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của đèo Khau Phạ Mù Cang Chải. Cả nhà nhé, mùa say say. Chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe.